Rồi ok, thì tiếp theo ạc này là ạc THZ server 468. Đấy, ạc này thì server mới, gần như là cụm mới, vừa khích cấp 101, khích lình lịch luôn à. Trời ơi, mở lên cấp cụm này mấy anh em vừa mới mở ra đăng ký rồi, mấy anh em mở ra đăng ký server mới liền. Thì ok, server mới đầu tiên thì chúng ta coi bảng xếp hạng trước, 20 triệu lượt chiến chắc cũng ô rồi, hạng 8 server luôn, cao phết. Rồi ok, thì đầu tiên là có con Shikin. Rồi thằng này vẫn nạp tiền à. Ôi bố người ta nạp tiền, không phải thằng này không thể nào mà 20 triệu lượt chiến được. Ủa mà phải 20 không vậy? Thằng này không thể nào 20 triệu lượt chiến được, không thể được. Nó đang xạo xạo ở đây, thằng này không thể nào mà 20 triệu lượt chiến được. Thằng này không thể nào mà 20 triệu được đó, tao biết ngay mà. Không thể nào mà thằng này mà 20 triệu lượt chiến được, top 8 server mà không thể nào mà 20 triệu lượt chiến được. Nó chỉ không có con Amai Solis thôi đúng không? Đang dùng Amai, dùng Solis vậy? À dùng Solis. Rồi, ok. Trước khi mà đi vô coi ạc thì đầu tiên là server mới với một cái thế lực nào đó mà nó có được con Shikin nào Weekend 2. Và nó dư 4 đá, dư 4 đá Shikin nào Weekend 2, dư 4 đá thì đằng sau chắc chắn không nhiều. Rồi ơi, thằng này tôi bảo đảm luôn là nạp nhiều vậy cứt. Trời ơi tôi thề luôn. Ôi má thằng này là nạp nhiều vải cứt. Ôi má thằng này là nạp vải đạn luôn mấy ông à. Nó kêu đi vui bầu trời. Để tạm về đi em, chỉnh sao. Thằng này là nạp diếp. Tôi kêu là đéo có thể nào mà nó hơn tới mức mà lúc nào nó cũng ra bộ đi cây được. Không, móc nạp không nên xô với em nhạy cảm. Thằng này là nạp diếp. Đó, thằng này là nạp díp chắc luôn. Gô kích sư là Gô kích sư là 3 món đồ đỏ. Mày server mới mà đồ đỏ nhiều vậy. Cút con Sam này là Sam mấy đi? Sam 1, Giro 1. Ok à, khung con heo à, khung con heo à. Nhưng chưa có khung con heo. Có khung heo chưa? Chưa, mới khung con vịt à. Mới không con dịch à, tầm ngang na chắc con cỡ tầm 10-15 triệu tầm đó là có nạp với đồ đầu đấy. À chích con bơm à, có bơm không? À có bơm luôn nè, đây đúng rồi, nghĩa chung kêu chích con bơm đúng rồi, đúng chích con bơm đúng chích con bơm để đổi con bơm. Đây rồi, nó đổi con bơm, mấy ông à, nó đổi con bơm. Ôi má bịp. Ôi má đổi con bơm mấy ông à, nó không đổi con vịt. Con vịt này đời đầu, mấy hạt sau là nó đã có cái này rồi. Nó đổi con vịt mấy ông à. Trời ơi má nguy hiểm, nó có con bơm đây, nãy nó để núp ở dưới, đây con bơm này, Ôi má thằng này nạp ác. Đâu? Ôi chung cụm chung server dưới na luôn này. Ôi mấy hiền gì. Đây thằng Na này. Thằng Na là 400, thằng Na là 469, thằng này là 468 đúng rồi. Nhưng mà tuổi gì quýnh lại thằng Na được. Ạc này không có phượng rồi. Không có gì hết. Nói chung là cũng mạnh nhưng mà nạp thì chắc dưới thằng Na một chút. Đấy. Wow, phải chiến thế nha. À, mấy anh em build siêu mới, build nhìn lực thế giờ. Quá siêu mới nhìn để coi thử còn dí không, bây giờ nè, bây giờ mà hết dí điên một phát là qua tháng sau là ăn hành nhập mặt luôn. Nè, bây giờ mà chết ạc nhiên mà hết dí điên một phát là qua tháng sau là ăn hành nhập mặt luôn, cái tụi lấy con Shikin 2. Trời ơi má thằng này nạp ép mấy ông à. Thằng này nó bỏ con Flashy Flash tôi không hiểu luôn. anh hỏi nha, là không biết nó có đang câu like hay không, bằng một cách quy bu nào đó, mà đứa nào tư vấn cho em là bỏ con Flashy Flash để lấy con Giro vậy. Cái này anh hỏi thiệt nha, là thằng nào trong ban hay là thằng bạn nào của em tư vấn cho em bỏ con Flashy Flash để lấy con Giro vậy. Em biết là con Giro này lấy về chơi được đúng 2 tháng không? Thằng nào tư vấn cho em là bỏ con Flash để lấy con Giro vậy, anh hỏi với thằng nào tư vấn em vậy. Không biết nó có đang coi hay không. là bảo đảm luôn, tôi bảo đảm là nó dư ví đen, nó lấy con Flashy Flash lúc đó nó dư, lúc đó là nó dư ví đen để nó lấy con Flashy Flash và nó dư ví siêu tuyệt kỹ luôn. Như con Shikin nó có lấy siêu tuyệt kỹ đúng không, con Giro nó có lấy siêu tuyệt kỹ không, có. Lúc đó là nó có lấy không, thằng Na là nó bỏ con Flashy Flash đây. Tôi nói thằng này đây, tôi kể cho mấy ông một câu chuyện đây. Đây thằng Na, tôi kể cho mấy ông sự tích. Nó cũng đòi bỏ con Flashy Flash đây, nó đòi bỏ con Flashy Flash, nhưng mà cái ngày hình như là cái ngày cuối tuần, hình như lúc đó là còn có 2 ngày có, thằng Na bỏ. Để tao nghe, để tôi kể hết cho. Thằng Na bỏ con Flashy Flash, bữa đó có thằng Hà đi uống cà phê với tao, là thằng Hà Đòn, là thằng đang chat trên kênh chat đó, là nó đi uống cà phê với tao này. Xong rồi tôi mới nói là, tôi kêu là tự nhiên em bỏ con Flashy Flash làm cái gì, mà trong cái đó ạc nó là hiện giờ là đang là 160 vé. Nó kêu là ạc em hiện giờ 160 vé không có đủ quay con Flashy Flash. Xong rồi em không có tướng nữa. Chưa, để tôi kể xong hết cho. Xong rồi á, nó kêu là em ạc em còn có 160 vé thôi, em không có đủ lấy con Flashy Flash, thôi em để em lấy con sau. Xong rồi tôi mới kêu là em có tướng cho, nó kêu chưa luôn rồi, thôi giờ mày nạp đi, bây giờ để anh quay cho, quay kiểu nào ai đâu biết được, cũng 180 vé nó ra làm sao. Thì bằng một cách thế lực nào đó thì quay hôm đó là có video quay con Flashy Flash là quay chỉ hình như là cũng cỡ tầm 200 vé thôi, là nó mua thêm muốn cỡ 40 vé hay là mua thêm 60 vé nữa, mua thêm 60 vé nữa là 180, ăn luôn con Flashy Flash và 20 vé sau là nổ con tướng. Chứ lúc đầu là nó bỏ con Flash, hôm đó là nếu mà nó không đi uống cà phê với anh á, là nó bỏ con Flashy Flash rồi. Thì anh mới nói với nó là con Flashy Flash đó đi combo chung với con Gogetsu và con Tăng Top sau này nó sẽ rất là ngon. Mà không hiểu tại sao mà siêu này mấy ai tư vấn cho mấy anh em mà đã lấy còn dư vé, nhưng thằng Na là nó hết vé, thằng Na là nó hết vé nên nó bỏ. Còn ạc này là ạc này còn vé nha, ạc này là ạc này còn vé nha, thằng Na là nó hết vé chứ không phải là nó không quay. Ạc Na lúc đó nó chỉ có 160 vé thôi, ạc này là lúc đó bảo đảm phải 300-400 vé, mà tại sao mà lấy con Giro làm gì, đúng không? Em lấy con Giro này làm gì, con Giro này 180 vé, 70 vé siêu tuyệt kỹ rồi, em lấy về em chơi được bao lâu? Ông này hình như là làm phi công, ông này là làm một trong hai, ông này là làm phi công này, chiều nãy biết thì phi công phi cơ rồi đó. Mà lấy con Giro này về làm gì, trong khi đó top không, top hình như top có ai chơi không, trong top server có ai chơi hai con đó không, một người chơi. Ông này không biết, top 3 có chơi không? Không chơi. Top 4 không chơi luôn. Mà trong cái đó không có Phượng nha, trong cái đó không có Phượng nha, không có Phượng rồi, không có Flashy Flash, mà đi BK là chấp nhận auto đi sâu luôn, mà đại diện cũng không có Kabuto nữa. Bây giờ đi BK thì quýnh là quýnh mấy người tầm yếu hơn rồi, chứ còn quýnh mà hiện như bây giờ trong top 10 đây mà quýnh mấy người có Phượng quýnh sao nổi. Cái này có Phượng không? Ôi má, vừa Phượng vừa Kabuto vừa win luôn. Ôi sao mấy anh em này trời, má server cụm đầu lấy Giro nhiều quá vậy. Một con Giro nè, ạc này là một Giro nè, hai con Giro nè, không có Giro, có Flash. Không có Giro, hai Giro nè, thằng này không có rồi, ông này chắc chắn cũng có 4 Giro đấy, thiếu tâm linh nè, không hiểu. Nói chung nhưng kệ nói chung thì nạp thì bù lại cũng được, nhưng mà bỏ con Flashy Flash, mà con Flashy Flash bây giờ thì lấy combat thì bỏ luôn rồi, đúng rồi. Bây giờ quay con Flashy Flash thì cũng muộn màng rồi đấy. Cho nên là cái việc mà định hướng tướng á, nó sẽ là rất là quan trọng. Rồi ạc này chỉ đơn giản là tương lai là lấy con Tăng Tốp thôi, tương lai là lấy con Tăng Tốp về mà quẩy thôi, vé nhiêu này thì tha hồ rồi đấy, vé nhiêu này thì tha hồ rồi. Còn riêng cái ạc này, mà riêng cái ạc này nha, cái ạc này là 3 người chơi đâu, cái ạc này là 2 người chơi, 1 người cày, ạc này là 1 người cày nè, 1 người nạp tiền. Ạc này nhưng chưa kể, tiếp tục nói ra mấy ông biết, ông ạc này biết nó nâng gì không, ạc này nó nâng con Phượng lên, nó định nâng con Phượng lên 5 sao vàng 5 sao tím. cũng một vào một buổi đi cà phê xong rồi cũng gặp tôi, là tôi mới kêu là nó nâng con Flashy Flash, mà lúc đó là con Flashy Flash của nó chỉ mới 4 sao tím thôi. Xong rồi tôi mới kêu là mày nâng con Phượng lên 5 sao tím để làm cái gì. Xong rồi may là lúc đó là tụi tôi ra ngồi nói nó, là nó mới nâng lên con Flashy Flash là 4 được lên 5 sao tím là được tuần vừa rồi hay sao ấy. Đấy, không hiểu luôn, đi nâng con Phượng lên 5 sao tím làm gì, mày bó tay thiệt. Đó là sự tích con Flash này nhiều lắm. Đấy, rồi thì ạc này còn dư vé đi tha hồ tăng top rồi, nhưng mà tương lai là vé siêu kỳ kỹ là cân nhắc nha. Ạc này là đang thọt con chim đó, là nên để canh vé siêu kỳ kỹ để lấy siêu kỳ kỹ cho con năm đầu nha, đừng có lạng quạng rồi xong rồi hụt con năm đầu nữa, thôi ạc này là về bờ luôn đó. Đó đó là ạc này mà không lấy con năm đầu nữa là ạc này là coi như là trong top 10 là đúng nghĩa là vô là xa bờ luôn đó, xa bờ đối với top thôi, cái còn năm chơi tầm trung thì vẫn bình thường đó. Nó tự nhiên định hướng Giro này tí hơi tào lao, hụt con năm đầu không phải hụt không hụt được, trời đá quái nhân thiếu mẹ gì cái nè, đá quái nhân thiếu gì mấy anh em. Ạc mấy silver này, mấy này đại gia mà, ạc silver này đại gia lắm mấy anh em, mà tôi nghe toàn là trưởng cơ, trưởng trại rồi giám đốc luôn mà. Cu này chắc cũng phải là để vô coi, không profile của nó là profile của nó để hình Weibo, mấy Weibo xin 2k3 để hình Weibo. Đó, mấy Weibo tháng 7 luôn, xin ngày 31 tháng 7. Mấy Weibo đại gia lắm mấy ông à. Đấy, ạc này mới gộp về. Đấy, rồi đó là định hướng, coi thử tính năng chiến thuật coi. Rồi ok ghét đấu ok. Hoài mẹ chơi chắc đạn thế nha, rồi sao tự nhiên cái này là sao? Ủa đập phát cái tự nhiên cái chỗ này nó cấn sao vậy? Ủa à, không đủ kích thôi, để kích trị liệu thôi. Ok, được, công nghệ tâm linh rồi. Ok, nói chung là về cơ bản là biết lắp chơi ổn. Chỉ có một cái là tự nhiên lấy để trải nghiệm tướng được, nhưng mà cái việc bỏ con Flash cụm này có cả Big Boy 5 sao tím à đâu con thần lượng 5 sao tím à, ai nâng vậy? Ai nâng con thần lượng? Giờ này làm gì nâng thần lượng lên 5 sao tím kinh gì? Ông này có thần lượng 5 sao tím à? À cá bình thường. 5 sao tím thì bình thường à, mua hồn đổ ra không được gì. Bình thường 5 sao tím này mua hồn đổ ra nhanh. Chịu khó mua hồn đổ ra bình thường nhưng mà. Chịu khó mua hồn đổ ra nâng nhanh lắm. Em dùng ảnh bạn năng em tích năng nhanh lắm. Đấy thì anh nghĩ nha, là con tăng tớp ra là nên xây dựng trang bị lại, xây dựng đội hình lại nha. Đội hình này hiện giờ là đang bị thọt bút tóc rất là nhiều nha. Tại sao tôi nói là mấy ông biết tại sao á, khi mà mấy ông không có bút tóc á, khi mà tới meta mà cuối giai đoạn của tăng tớp á, cái tháng nó sẽ ăn hành rất là nhiều. Tại sao? Khi mà mấy ông thu tốc độ á, là ngày xưa khi mà mấy ông thu tóc á, là mấy ông có con là mấy ông có con cô cái sư, mấy ông gánh đam, mấy ông câu giờ cho con Shikin nó đam DOT được. Còn bây giờ mấy ông không có bếp chống chịu, người ta có con tăng tớp là bỏ qua bếp, là con tăng tớp với con Shikin là nó đam thẳng trực tiếp vô máu thẳng của mấy ông luôn, nên đi BK nó sẽ rất là nhanh, nên là mấy ông sẽ bị chết sốc nếu mà bên kia ao tóc. Cho nên là nếu BK mà giai đoạn sâu á, mà không có bút tóc á, là đồng nghĩa là bên nào đi trước bên đó làm cha. Đấy Đấy thì nói chung thì ăn hành thôi, ăn hành tới coi đi cây, tới coi đi cây thì mới ra chơi lại được. Nó chịu khó ăn hành. Nhưng mà ăn hành thì lấy tăng top 2 cũng bị thua hành mấy ông top trên server thôi. Chứ còn mà đánh BK thì vẫn ngon, cành đào ngon là cành đào được. À sợ quay không ra tướng à, quay không ra tướng thì quay tiếp thôi em, quay chừng nào ra tướng thôi. Anh thì đó thì chưa có khái niệm chưa quay ra tướng. Rồi ok, ăn tiếp theo.